Tenro ăn ba nắng xưa lên chị. Ba chậu chỉ có mức giá là 230.000, cao to nan vòi nậu và một trong những cái dòng Tenro nắng mà cực kỳ là nổi tiếng luôn anh nha. Ba xưa hát hoa từ trên cong xuống như anh chị thấy rồi đó, cực kỳ lâu tàn và dễ dàng cho hoa. Anh chị có thể là để thuần nắng, anh chị thể ghép nơi ban công, sân vườn hay thậm chí là anh chị treo đại đâu đó nó cũng sẽ ra hoa thôi. Và trong cái đợt Tết 2023 năm nay á, thì Hoa Lan Di Phong tuyển chọn anh chị là những cái chậu thứ nhất là cao gần 2 gang tay và đang nhú vòi hoa như vậy đây anh chị. Nó có thể ra hoa từ đỉnh ngọn, ra hoa từ đách lá nhưng mà đảm bảo là đang có vòi nụ cho anh chị. Ba chậu đang vòi nụ Tesa anh ba nắng xưa sẽ với mức giá là 230.000. Em chưa hết 230.000, em bao ship nhanh trên toàn quốc cho anh chị, tặng kèm cho anh chị một gói kích hoặc là một gói dưỡng hoa, hoặc là anh chị có thể chọn cả hai. Chưa hết đâu anh chị, tặng kèm cho anh chị thêm một chậu Dendro nắng thơm nữa, bao ship nhanh trên toàn quốc. Và anh chỉ cần để lại mua Dendro Tesa anh ba xưa anh chị, ba chậu sẽ với mức giá là 230.000, kèm theo số điện thoại, bên em sẽ gửi hàng cho anh chị nha anh chị. Anh chị chỉ về anh chị chỉ treo lên thôi, qua Tết anh chị ghép thành một chậu khủng để anh chị chơi. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều và mến chúc anh chị thật nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại anh chị trong những clip lần sau tại kênh YouTube của Hoa Lan Di Phong. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.